Rồi sau khi kiểm tra rồi ok tốt thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gắn cái gì, chúng ta sẽ gắn cái gì, miếng nhôm. Để chúng ta sẽ lấy một miếng nhôm khác để chúng ta gắn, đi chúng ta không muốn gắn vô cái vỏ, chúng ta sẽ gắn vô miếng nhôm tạm thời để chúng ta làm cho nó lẹ ha các bạn ha. Những nói chung những cái đầu nghề thì các bạn chúng ta làm rồi chúng ta suy nghĩ từ từ, khi mà chúng ta làm thì chúng ta có những cái quen chúng ta làm thôi chứ chẳng gì cả. Rồi chúng ta sẽ cắm gì, cắm nắp quạt vô. Dạ, cắm lóc vô. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở máy cho chạy ha các bạn ha. Chúng ta kiểm tra lại dây cột một cái. Dạ, chúng ta gắn cho cục xeo cái. Rồi, chúng ta để cho xem cái quạt chạy không ha. Rồi mở nguồn các bạn, mở nguồn rồi xem kết quả. Rồi chúng ta chờ xem cái quạt chạy không, xem nó còn báo lỗi gì không. Số máy không khó nhưng mà chúng ta cần cái độ xiên các bạn ha, cần cái độ xiên. Chúng ta chờ xem. Trong quá trình chờ chúng ta cũng có thể test lỗi, chúng ta cũng có thể test lỗi các bạn ha. Đó, các bạn này chúng ta hiện nay chúng ta không cần cái quạt đầu lạnh nha các bạn. Không cần quạt đầu lạnh. Đã A6 thì vượt qua rồi các bạn, bây giờ chúng ta chỉ chờ xem là cây quạt chạy không, khi chúng ta đã xác định được hư hỏng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem nó chạy không. Chúng ta chờ xem rồi ha. Bạn nào có nhu cầu học nghề có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907716705, Zalo của mình là 0931157758 nha các bạn nha. Ok, địa chỉ của mình là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì mở lại cái lớp 18 triệu cho những bạn nào có chi phí ít đó, thì chúng ta học có lớp 18 triệu. Rồi, chúng ta chờ xem.
Là các bạn thấy không, quạt quay các bạn thấy chưa? Cái quạt quay ok chưa, không còn báo lỗi nữa các bạn ha. Mới nãy là cái quạt không quay, về cái quạt quay nó chết rồi. Thấy không, giờ không không rồi các bạn thấy chưa, nè chúng ta đi một vòng nữa nè, không còn lỗi nè các bạn ha. Vì đây máy chạy tốt, tuy nhiên nếu mà các bạn muốn muốn loại trừ luôn cái quạt đuôi nóng thì chúng ta sẽ làm thêm một cái mạch nữa, chúng ta sẽ loại trừ cái quạt đuôi nóng luôn. Nếu như các bạn muốn thử nhanh, khi mà các bạn ví dụ như là hư nguồn hay cái này kia mà các bạn đem về mà các bạn sửa mà các bạn không cần cái quạt thì chúng ta cũng có thể giả cái quạt bằng một cái mạch giả sinh quạt của đuôi nóng luôn. Ở đây thì thầy làm sẵn luôn cho các bạn rồi, nên là chúng ta không cần phải làm nữa. Nhưng mà nó thầy làm nó hơi hơi rồi, mới nãy là làm hơi nhanh nên nó hơi xấu. Rồi chúng ta sẽ xem đây, chúng ta rút cái đắp quạt ra nè, rút cái đắp quạt ra đúng chưa. Theo thông thường nó sẽ báo là ở 7, nó là hư quạt. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mạch nó hơi xấu chút xíu ha, cho thầy gọt giũa ra nha. Rồi chúng ta sẽ cắm cái mạch này vô. Tôi sẽ cắm cái mạch này vô. Như vậy thì cái mạch này nó sẽ giả cho cái gì? Cái quạt đuôi nóng luôn, không cần cái quạt luôn. Lốc vẫn chạy, vẫn tốt, vẫn không báo lỗi nha các bạn. Ok. Chúng ta mở nguồn. Đó là chúng ta không cần quạt, quạt đuôi nóng nữa. Được chưa các bạn ha? Rồi chúng ta chờ xem nó chạy không. Chúng ta check mã lỗi các bạn ha. Check mã lỗi. Cũng nó cancel, giữ nguyên nó cancel. Khi nào nó kêu tí hiện ra 2600 chúng ta sẽ bấm tiếp, bấm tiếp nút cancel. Như vậy qua các bạn ha, qua cái video này các bạn thấy là rõ ràng là chúng ta có thể là giả được cái xung của quạt đầu lạnh, giả được cái xung của quạt gì, của quạt đuôi nóng, và chúng ta không cần phải gì, không cần phải có cái quạt. Vậy là sẽ giải quyết cho một số bạn khi mà chúng ta đi sửa máy thì chúng ta chỉ có bo mạch, chúng ta đem về chúng ta không có quạt. Rõ ràng nếu như chúng ta mua cái quạt từ để chúng ta thử thì rõ ràng là rất là mắc tiền, nên chúng ta không cần cái quạt nữa. Chúng ta dùng cái mạch để chúng ta giả cho giả cái xung quạt để thử những cái khác, ví dụ như nó hư những cái báo những cái lỗi cảm biến hư nguồn này kia mà chúng ta thì phải cần có cây quạt, mà mua cây quạt thử thì mất tiền, mà nếu mà lấy cái quạt của khách hàng mà tháo cái quạt của khách hàng về thì rất là khó khăn đó. Cho nên là chúng ta cần một cái mạch giả thì chúng ta giả cái xung quạt này, chúng ta chỉ cần gắn vô một cái là chúng ta có thể gì, chúng ta có thể là sử dụng được rồi, không cần phải gỡ cái quạt của người ta. Và quạt đuôi nóng cũng vậy, thầy cũng làm sẵn giả một cái mạch cho quạt đuôi nóng luôn, coi như là chúng ta không cần thì không cần có cái quạt đuôi nóng, chúng ta vẫn có thể là chạy được. Nó là như vậy. Đó, như vậy các bạn thấy là rõ ràng là rất là thích hợp để cho anh em đi sửa máy. Mà những học viên ở đây thì thầy luôn luôn cho ráp những cái mạch này để khi mà các bạn về quê thì các bạn có cái để các bạn ứng dụng, để các bạn xài, để các bạn sửa chữa máy móc. Còn những các bạn nào xin lỗi mấy bạn là mình cũng không có thể cho mấy bạn biết cái giá trị linh kiện được, tại vì cái đó là trong cái bài học của mình, mong các bạn thông cảm nha. Ok. Rồi, các bạn nào có, chúng ta sẽ chờ xem lốc nó chạy không, nó có báo lỗi hay không. Mới nãy là cái quạt chạy xong mà cái lốc chạy đúng không? Quạt chạy xong mà lốc chạy, mà bây giờ chúng ta không có cây quạt, chúng ta xem cái lốc chạy không, và cái lốc chạy có thời gian có lâu không, có báo lỗi hay không. Ok hả bạn, cho chúng ta đợi chút xíu.
Anh đợi xíu nha các bạn. Chú đợi chút xíu nha các bạn, đợi xíu. À, thấy không? Chạy luôn, xem có lỗi không các bạn ha. Chú đợi chạy xíu xem có lỗi luôn không. Rồi chúng ta chờ xem. Chúng ta chờ xem thì chúng ta chết luôn. Thôi chờ xem. Rồi chúng ta chết mã lỗi nha. Rõ ràng là chúng ta không cần gì quạt lưới nóng nha. Đúng chưa? Chúng ta nãy giờ chúng ta không cần quạt lưới nóng. Nếu về số 00 nữa là chúng ta ok. Vậy là chúng ta rất gì đỡ trong quá trình sửa chữa, thấy không? Có về 00 à. Chúng ta cho một vòng đi cho các bạn tin. Vậy là quạt đuôi nóng và quạt đầu lạnh chúng ta không cần. Chúng ta khi mà những cái bộ lỗi và lỗi hư cảm biến, lỗi hư nguồn hay này kia thì chúng ta không cần phải mang cái quạt, chúng ta cũng không cần cái quạt. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Gà máy nó tăng tua luôn, các bạn thấy không? Như vậy là rất là dễ đúng không? Những cái loại quạt này chúng ta giả sung rất là dễ, không khó khăn gì cả. Ok chưa? Vậy là các bạn thấy qua clip này các bạn sẽ rút ra một cái kinh nghiệm là khi mà chúng ta sửa chữa máy móc thì chúng ta gì cũng đơn giản hóa vấn đề đi, không phải phức tạp rườm rà nữa các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công và có những cái phát triển trong sự nghiệp các bạn ha. Rồi tắt nha các bạn, tắt nha. Ok rồi.